Sáng nay 14 tháng 12, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Theo chương trình, hội nghị lần thứ 14 sẽ bàn về tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Sau đây, Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị, trong không khí cả nước đang náo nức thi đua đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị và tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vừa qua, chúng ta đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ khóa 12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 11, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số sự kiện chính trị quan trọng khác rút ra được nhiều bài học quý. Và hôm nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bắt đầu họp. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Sau đây, tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở, mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định. Một là về việc tiếp thu ý kiến, đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Đây là một cái nội dung hết sức cơ bản của Đại hội, chúng ta biết rồi. Như các đồng chí đã biết, ngay sau Hội nghị Trung ương 13 của Đảng tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Trung ương để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để gửi xin ý kiến Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 để xin ý kiến rộng rãi của toàn thể nhân dân. Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2020, đã có tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đại hội Đảng bộ cấp mình, bao gồm cả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, tức là cả ba cấp, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến, góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài cũng đã hoan nghênh và nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến, gửi thư, gửi tài liệu hoặc là gặp riêng cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước.
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội. Có lẽ từ trước đến nay cũng chưa lần nào làm mà gửi rộng rãi như lần này, toàn diện như lần này. Đại hội các cấp, rồi Quốc hội, mặt trận, các đoàn thể, rồi các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ, mọi người dân đều có thể góp ý kiến được. Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tổng hợp, phân loại các ý kiến đóng góp từ hơn 1.400 trang của đại biểu đại hội các cấp, rồi các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, và xây dựng thành báo cáo tổng hợp chung với gần 200 trang. Qua tổng hợp phân tích các ý kiến cho thấy hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân và đất nước. Hoan nghênh việc Trung ương đã cập nhật tình hình thế giới trong nước và ý kiến đóng góp bước đầu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trước khi công bố lấy ý kiến nhân dân. Cho rằng đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội. Phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương chính sách phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phần lớn các ý kiến cho rằng dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có nhiều điểm mới, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, phản ánh khách quan toàn diện sát với tình hình thực tế, những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Dự báo được tình hình xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành, các lĩnh vực nói riêng. Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi thêm một số nội dung, câu chữ cụ thể hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn, diễn đạt rõ ràng cụ thể hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân còn tồn tại, rà soát, đối chiếu, điều chỉnh một số điểm chưa nhất quán giữa các văn kiện. Đọc cũng cẩn thận kỹ lắm, so mấy cái văn kiện xem là nó có ăn khớp nhau không, thì cũng đều phát hiện ra cả. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chưa tán thành hoặc chưa nhất trí cao với một số nội dung cụ thể. Cá biệt, có ý kiến đi ngược lại quan điểm đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định trong cương lĩnh của Đảng năm 2011 và Hiến pháp năm 2013. Và cũng có những luận điệu xuyên tạc, sai trái, lợi dụng cái này để nói xấu chúng ta, không phải không có những cái sự việc ấy. Đối với những luận điệu sai trái này, chúng ta đã chỉ đạo báo chí, công luận kịp thời phản bác và bị nhân dân phê phán, dư luận xã hội không đồng tình. Cái đó là cái rất tốt. Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2020, dự báo tình hình thời gian tới, các tiểu ban
đã xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo, tiếp tục hoàn chỉnh để hôm nay trình với Trung ương. Làm từng bước như thế cũng rất là cẩn thận, kỹ càng, hết sức tôn trọng các ý kiến đóng góp. Và hôm nay trình để xin Trung ương quyết định. Đề nghị các đồng chí tại hội nghị này dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể, báo cáo tiếp thu giải trình và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần tỏ rõ chính kiến và có lập luận sắc bén, xác đáng để kiên quyết bác bỏ, phản bác những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm đường lối cơ bản của Đảng, tạo một sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân. Từ đó, chúng ta xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện để hoàn chỉnh một lần cuối cùng nữa, rồi mới trình ra Đại hội 13. Lúc bây giờ là Ban Chấp hành Trung ương trình, chứ không phải là Bộ Chính trị. Bộ Chính trị chuẩn bị để Trung ương cho ý kiến và Trung ương trình với Đại hội. Đấy là vấn đề thứ nhất, xin báo cáo với các đồng chí. Thứ hai, về việc giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13, thực hiện phương hướng công tác nhân sự, tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức, Ủy viên Trung ương dự khuyết và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Ngay sau Hội nghị Trung ương 13, căn cứ vào kế hoạch xây dựng phương án nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư, ý kiến phát hiện giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng và đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, ngày 20 tháng 11 năm 2020, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu một bước quyết định phê duyệt quy hoạch Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư một số khóa và gần đây, kể cả về xem xét lại tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, cách làm để rút ra những cái kinh nghiệm và các bài học kinh nghiệm và làm cơ sở để xây dựng đề án phương án công tác nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng quy định, quy trình công tác nhân sự đã đề ra. Tại hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13, về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm để Trung ương cho ý kiến. Trung ương sẽ thảo luận, rồi cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư
khóa 13. Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 là công việc tiếp nối, kế thừa của công tác quy hoạch cán bộ. Đây là việc rất quan trọng, hệ trọng, liên quan đến thành công của Đại hội 13 của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị từng đồng chí trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan đã gửi các đồng chí, suy nghĩ, cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, thảo luận kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư. Thứ ba là việc dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội 13 của Đảng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, mỗi kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đều phải xây dựng quy chế làm việc, quy chế bầu cử. Việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy chế này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của đại hội. Vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các ban và cơ quan của Trung ương nghiên cứu, rà soát lại quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại các kỳ đại hội trước, từ Đại hội 7 cho đến Đại hội 12 của Đảng, tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế làm việc và quy định về sinh hoạt của đại biểu đại hội ở các đại hội 11 và 12. Lần này báo cáo thêm với các đồng chí là rất chú trọng chỉ đạo cái việc xây dựng nội quy, quy chế làm việc, sắp xếp nơi ăn chốn ở thế nào. Tôi nói nhiều lần rồi, trao đổi với nhau là cần thiết, lắng nghe nhau là cần thiết, nhưng phải vì sự nghiệp chung, vì sự nghiệp của Đảng, Tổ quốc, của nhân dân, chứ đừng vì làm mọi việc để mình cốt vào được cái chức nọ chức kia, rồi là quà cáp biếu xén, nói một cách trắng ra là đút lót, cái kiểu đó là không được. Rất mong các đồng chí phải đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng tiêu cực không lành mạnh này. Lần này sẽ có quy chế và có nội quy làm việc chặt chẽ ở Trung ương cho ý kiến, để đại hội mấy trăm đại biểu cơ mà. Đề nghị các đồng chí trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và thực tiễn chỉ đạo điều hành đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử trình Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm thực hiện đúng điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiên quyết đề phòng và đấu tranh với những việc làm tiêu cực, sai trái xảy ra. Cùng với các nội dung đã nêu ở trên, theo chương trình và quy chế làm việc tại hội nghị lần này, Trung ương còn thảo luận cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa 12, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ khóa 12, báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 và báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương khóa 13 đến nay. Thưa các đồng chí, Hội nghị Trung ương lần này là một trong những hội nghị cuối cùng của khóa 12. Với nội dung chương trình nêu trên, Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước,
tập trung nghiên cứu thảo luận cho ý kiến để hoàn thành thật tốt các cái nội dung chương trình mà chúng ta đã đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp, và dứt khoát phải thành công tốt đẹp.